tiếp tục một dãy dãy cây bên phía khu vực trung tâm, cánh trái khu vực trung tâm. Thì nhìn sơ sơ đây là một dãy của bác Việt Hội đây rồi, có cây cây thông này và một dãy những cây khá là đặc sắc này kia. Khoảng tầm 9 giờ sáng thì buổi ngày thứ bảy, rất nhiều khách tham quan đã đến để chiêm ngưỡng cây vì là cũng cuối tuần. Thứ hai là thời tiết rất là đẹp, hơi chút mưa giống mùa xuân, không có vấn đề gì cả. Bây giờ xin phép đi chi tiết vào nốt những cái dãy còn lại của buổi triển lãm các bác nha. Bắt đầu đi từ đầu xong còn sang khu bên này này. Video này sẽ quay cái dãy này và dãy bày ở trên kia. Đầu tiên là sam trái, cây sam trái của chị Hồng nhà bác Việt Hội ý gì đây. Nhìn cây ông em vào vườn giống lắm, sam trái rất đẹp. Xin lỗi là hơi bị mạo phạm, sờ lên lật thì hơi mạo phạm chút, nhưng mà muốn quay được thì phải nhiều khi thấy mất lịch sự chút thôi. Sam trái chín rất đẹp, trái chín này. Đây là cây thông đen Nhật, nhập của Nhật đấy, thông đen Nhật Bản này. Rất nhỏ nhưng mà không phải là ít tiền đâu, cũng phải trên chục, thậm chí là khoảng tầm 20. Thì sang một tiếp theo, toàn thiên nhiên này thì có ba cái toàn nhập ở bên trong ra thôi. Về lối làm cũng như là dòng cây ấy, thì ở trong miền Nam, miền Trung, miền Nam đổ vào thì sam núi này rất là nhiều, sam núi vẫn rất là đắt các bạn. Chị Hồng đấy, số điện thoại. Quay mặt này xong sẽ quay lại mặt sau. Xanh của bác Quân. Tùng lá hán của chị Lệ này. Quyến Lệ. Đẹp, rất mướt, chăm cây rất tốt. Mặt sau của nó mới là nghệ thuật. Nó ép vào đá ấy. Thế sẽ vòng ra mặt sau quá. Xanh nữa. Xanh này thì đang hơi bị dẹp một chút. Mà bác phun thuốc sớm thì đem đi chơi thì đẹp. Bố hướng, bố hưởng, bố đang tán cây đâu. Đây chủ yếu tập trung quy tụ các bác ở quanh Vạn Phúc thôi quá. Một số các bác ở xa thì khách mời thôi, hoặc là những vùng lân cận. Đấy, mặt sau của cái tùng lá hán của chị Lệ. Thật ra là của anh Quyến thì đúng hơn.
mới lắp rêu để đi chơi mà. Làm đẹp để đi chơi. Đấy. Thời tiết này đi cắm cây sướng. Đấy, sang núi. Khá đẹp đấy. Hàng không bán. Ủa, không mang cây nào đi không bố? Mày đang thấy à? Vâng. Làm tí ống sự đi, làm đi. Vâng. Hùng mẫu này, bác Hùng mẫu này, nguyệt quế bác Hùng mẫu. Cuồng bái đấy, cuồng bái đấy, cây cuồng bái đấy, cây cuồng bái, vâng, thay chậu. Bái có mỗi cây này mà. Đa của ông bái đấy, chú bái đấy. Thì đa cứ để trong làng cây. Dũng. Dũng An Khánh. Già nua. Xanh. Đấy. Con ý là của tôi ngày xưa tôi bán cho một cái đúng là gì này, bán bao tiền này thì còn đang chưa hoàn thiện. Cẩm Thị. Ghê đấy nhỉ. Vũ Anh. Cẩm Thị. Nằm trong chậu lâu năm rồi này. Nghĩ tít luôn. Cẩm Thị. Đẹp. Cẩm Thị đẹp. Rất kỹ, Cẩm Thị làm cái này cũng lâu rồi. Chậm lớn. Rất kỹ.
lất phất mưa, cây rất tốt, đỡ phải tưới cây, lất phất mưa. Cảm thị rất đẹp, rất giá trị. Quốc Anh, bác Quốc Anh mang khá là nhiều cây đi. Hàng to ở bên ven, bên một tường bao. Cái cổ bị cháy quá nhỉ. Tiếp cái cổ bị cháy. Cây rất là nghệ thuật. Và sứ. Hoa sứ. Đấy, thôi có lẽ là ta sẽ dành riêng một cái hàng này, một video và tách cái này ra một video, không có cầm mỏi tay quá các bạn. Đây, này sẽ vào một video.